Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 28 tháng 5 trên kênh VTV Thiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, đối với các khu vực Bắc Bộ, trạng thái mưa to đến rất to đã có xu hướng giảm dần. Ban ngày nhiều nơi trời oi nóng, tuy nhiên mưa dông rải rác về chiều và tối ở các khu vực vùng núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này và sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam có xu hướng gia tăng từ nay đến đầu tuần tới, mưa sẽ gia tăng về chiều và tối. Nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to kèm theo dông gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung về chiều và tối, đêm và sáng. Nhiệt độ ngày mai tại khu vực này phổ biến từ 26 đến 29 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mưa lại xảy ra chủ yếu về chiều tối. Ban ngày mưa gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 29 đến 31 độ. Đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, thời tiết chủ đạo là có mưa dông vài nơi về chiều tối và đêm. Ngày nắng nóng cục bộ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Trong khi đó, do chịu tác động của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa rải rác trên diện rộng về chiều tối. Còn ban ngày trời cũng khá nắng nóng với nhiệt độ tại đây phổ biến khoảng từ 32 đến 35 độ. Lùi xuống phía Nam, do chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên mưa cũng sẽ tăng lên cả về diện và lượng tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối mai. Còn ban ngày mưa giảm, trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất tại vùng cao Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa dông rải rác, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại Hoàng Sa, gió Nam hoạt động ở mức cấp 4, còn tại Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 4 đến cấp 5.